Trần Dùng, Lê Anh Thơ, nữ đại gia Việt cưới chồng là diễn viên kém 4 tuổi, được mệnh danh là người đàn bà thép. Giàu có, giỏi giang và hiểu biết rộng, nhưng nữ đại gia Lê Anh Thơ sống rất giản dị và không thích đến nơi hào quang xa hoa. Lê Anh Thơ sinh năm 1977, được xem là một nữ đại gia quyền lực trong ngành du lịch, dịch vụ. Chị còn được biết tới là vợ của người mẫu diễn viên Bình Minh, bạn thân của diễn viên Trương Ngọc Ánh và nhiều mối quan hệ thân thiết với người nổi tiếng. Nữ đại gia từng du học ở nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2002, chị làm việc cho những dự án tư vấn của Liên minh châu Âu về ngành khách sạn và đi huấn luyện cho các khách sạn mới mở, soạn giáo trình, dạy môn nghiệp vụ du lịch ở một số trường đại học. Sau đó, chị giữ chức vụ giám đốc marketing cho một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, Lê Anh Thơ đã chuyển sang đảm nhiệm vị trí phó giám đốc Hội đồng Anh thành phố Hồ Chí Minh, kiêm giám đốc các dự án nghệ thuật và sáng tạo Hội đồng Anh tại Việt Nam. Ngoài ra, chị còn kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp, da, nhà khoa. Chị được mệnh danh là người đàn bà thép luôn quyết đoán trong công việc. Giàu có, giỏi giang và hiểu biết rộng, nhưng doanh nhân Lê Anh Thơ sống rất giản dị, không thích khoe khoang đến nơi hào nhoáng xa hoa. Dẫu vậy, khi đi ra ngoài thì chị vẫn toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ quyền lực. Tháng 4 năm 2008, dư luận đã xôn xao đám cưới của nữ đại gia với diễn viên người mẫu Bình Minh. Khi ấy thì cả hai đã gặp không ít áp lực bởi Lê Anh Thơ bị nhận xét là kém sắc khi đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nam là chồng. Lại nhiều hơn chồng đến 4 tuổi, thậm chí thì người ta cho rằng Bình Minh kết hôn với chị chỉ vì chỗ dựa kinh tế. Sau đó nam diễn viên đã lên tiếng khẳng định luôn chung thủy với chồng, không bao giờ rung động trước các bóng hồng khi hợp tác. Và sau tất cả thì cặp đôi đã chứng minh cho người hâm mộ thấy họ đến với nhau vì tình yêu bằng một tổ ấm hạnh phúc. Sau 12 năm chung sống, vợ chồng của nữ đại gia đã có với nhau hai cô công chúa vô cùng đáng yêu tên An Nhiên và An Như. Dù bận rộn nhưng chị luôn dành thời gian để chăm sóc con cái và gia đình. Chị từng chia sẻ, dù chỉ dành được 1 giờ trưa trong bữa trưa, chị cũng cố tranh thủ chạy về nhà để ăn cơm với gia đình. Nếu hôm nào được nghỉ, chị sẽ đưa các con đi chơi, luôn cố gắng để không bao giờ bỏ bê con cái. Không chỉ quan tâm lo lắng cho các con, nữ đại gia còn là hậu phương vững chãi cho sự nghiệp của chồng ngày càng thành công. Khi mà diễn viên Bình Minh vướng phải scandal tình ái, chị cũng là chỗ dựa để chồng vượt qua sóng gió, tự mình lo liệu mọi thứ. Đặc biệt, chị luôn giữ được sự bình lặng đáng khâm phục. Chị từ chối mọi cuộc phỏng vấn đề cập tới chuyện riêng tư và tỏ thái độ bình thản, sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Lê Anh Thơ đã từng tâm sự, chấp nhận làm vợ của một người nổi tiếng không hề dễ dàng. Chị biết mình phải sẵn sàng đối diện với sóng gió thị phi và kiên định với tình yêu để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi nể và yêu vợ bởi cô ấy là người phụ nữ giàu tình cảm. Anh Thơ không làm việc trong ngành giải trí nhưng rất hiểu khó khăn của người trong nghề. Cô ấy biết cảm thông và chia sẻ với chồng những vất vả của công việc. Hiểu giờ làm việc thất thường của nghệ sĩ nên không bao giờ ghen tuông. Chính niềm tin và sự cảm thông của vợ đã giúp cho tôi vững tâm hơn để toàn tâm toàn ý trong công việc của mình, Bình Minh đã thổ lộ về người vợ Tào Khang. Hiện tại, cho dù đã bước sang tuổi ngoài 40 nhưng nữ doanh nhân vẫn giữ được nét trẻ trung trên khuôn mặt. Chị thường xuyên làm mới bản thân bằng diện mạo xinh đẹp cùng với bộ đồ tươi mới. Chỉ cần như vậy thì người ta đã đủ thấy cuộc sống của chị viên mãn đến nhường nào.